Mời thạc sĩ bác sĩ Trần Văn Bảo và có rất là nhiều năm kinh nghiệm và theo liên tục để tạo ra những đơn cũng giống như là không phải dùng thuốc và có rất rất là nhiều kiến thức chuyên môn sâu. Chính vì vậy những anh chị em dược sĩ hãy chuẩn bị những cái kiến thức mà những cái câu hỏi, hãy nốt ra những cái câu hỏi mà chúng ta đã rất rất là muốn hỏi nhưng không biết hỏi ai để cho chúng ta có những cái câu trả lời chính xác nhất. Thì hôm nay anh chị hãy tranh thủ cái Zoom này đặt ra những cái câu hỏi cho bác Bảo, bởi vì bác Bảo là người nhiệt huyết, rất là nhiệt tình. Mỗi lần các anh chị đặt câu hỏi thì bác Bảo sẽ trả lời hết sức là hài lòng các anh chị. Chưa bao giờ mà em đi học một lớp nào mà em thấy mà bác sĩ trả lời mình nhiệt tình đến như vậy. Nên là cả nhà mình hãy chuẩn bị thật là nhiều câu hỏi cho bác Bảo. Và bây giờ để chúng ta bắt đầu buổi Zoom ngày hôm nay, em xin mời bác sĩ Bảo ạ. Cảm ơn bác Bảo. Cả nhà cho bác Bảo cầm pháo tay đi ạ. Rồi, em xin mời bác sĩ Bảo ạ. Vâng, xin trước nhất xin cảm ơn chị Diễm Phúc cũng như là học viện VVN đã cho phép bác sĩ Bảo được chia sẻ trên room này. Mình rất là vui. Sau đây thì bác sĩ Bảo sẽ trình bày về vấn đề tiểu đường, nguyên nhân từ gốc là như thế nào. Thì hôm nay chương trình này thì bác sĩ Bảo sẽ nói về bệnh tiểu đường từ định nghĩa, phân loại, triệu chứng và chẩn đoán điều trị. Định nghĩa thì chúng ta đã biết rồi, rất nhiều các cái thông tin đã nêu và chúng ta có thể biết, nhưng bác sĩ Bảo cũng nói qua một lần, đó là đái đường là cái bệnh rối loạn chuyển hóa nhé, nó là bệnh rối loạn chuyển hóa các bạn, chứng là biểu hiện đường ở trong máu tăng cao hơn so với người bình thường, và vấn đề nó là nguyên nhân là do cái đề kháng insulin hoặc là giảm tiết insulin hoặc là sự đề kháng, tức là có hai cái trường hợp là cơ thể mình không tiết được insulin và cái trường hợp mà có tiết được insulin nhưng mà lại không đưa được đường vào trong cơ thể, đó thì là nó gây nên ứ đọng ở trong lòng mạch máu và gây ra, thì đây là cái hình ảnh. Thông qua cái hình ảnh này chúng ta có thể hiểu rõ là cái nguyên nhân là sao. Nếu như là chúng ta ăn vào và tất cả các thực phẩm chúng ta chuyển hóa thành dưới dạng đường và hấp thu vào máu, thì muốn được vào tế bào để đốt cháy năng lượng, chúng ta ví như là đường nó như là một cái xăng đổ vào bình xăng nóc, đã vào carburetor để sinh ra năng lượng thì xe máy nó mới chạy, đúng không? Thế thì cái quá trình này phải được cái đường dẫn là insulin, mà insulin thì nó bài tiết được tế bào beta của tuyến tụy, thì nó dẫn đến mở tế bào cho vào, cho đường vào tế bào để đốt cháy năng lượng, để cung cấp năng lượng. Tuy nhiên trong quá trình này thì có hai nguyên nhân. Một là cái hình dòng đầu tiên đây, chúng ta thấy rằng là nếu như là insulin mà bài tiết bình thường thì nó dẫn đường qua máu và vào trong tế bào thì là bình thường. Nhưng ở dưới mà trong quá trình này bị tắc nghẽn, đó thì là đường nó ứ đọng ở ngoài màng tế, ở bên ngoài màng tế bào, tức là trong lòng mạch, làm cho đường huyết nó tăng. Và trong tuyến tụy thì nó có bốn cái dòng tế bào, tức là alpha, beta, delta, đó thì chỉ có cái tế bào beta thôi thì nó nằm ở giữa tăng tiết insulin, thì cái mà để làm cho hạ đường huyết chính là cái insulin. Như cái sơ đồ này chúng ta thấy rằng là người ta giới thiệu là insulin nó hoạt động như thế nào trong cơ thể, thì bác sĩ Bảo cũng giới thiệu qua. Sau khi mà tụy này, khi mà một khi mà chúng ta ăn uống vào thì đường huyết nó sẽ cao lên, đúng không ạ? Thế là nó kích thích tuyến tụy, đó là tăng tiết insulin. Và insulin này có nhiệm vụ đưa cái gluco này vào dự trữ ở trong gan dưới dạng glucogen. Nó như là một cái kho dự trữ đường năng lượng cho chúng ta. Chẳng hạn như chúng ta ăn ngày có 3 bữa thôi, thì cái năng lượng trong quá trình hoạt động trong 8 tiếng đấy thì nó phải được lấy ra để giải trong quá trình hoạt động. Đó. Khi mình cảm giác là 9-10 giờ ăn sáng và 9-10 giờ hơi đói một tí thì nó thoáng qua thôi, thì gan nó sẽ bù trừ là cái glucogen ở trong gan nó lại nhả ra để cho duy trì cái nồng độ đường trong máu. Thế thì trong quá trình đó thì nó làm cho đường nó hạ xuống, tức là khi ăn vào thì bao giờ cũng đường huyết cũng cao, sau đó thì nó dự trữ trong gan, dự trữ ở trong cơ, làm cho đường ở trong cơ thể nó ở mức bình thường. Khi mà chúng ta hoạt động năng lượng mà tiêu hao nhiều, chẳng hạn như là mình làm việc với cường độ cao, tập luyện với cường độ cao, đó thì lượng đường huyết của mình giảm xuống, tức là gan nó đã bài tiết bù trừ rồi nhưng mà không đủ, thì chúng ta có thể biểu hiện gì? Là đói, đói run chân tay, đấy là biểu hiện của cái hạ đường huyết, thì lập tức là nó lại kích thích đến tuyến tụy, thì lúc này tuyến tụy lại thì sinh ra cái glucagon, đó lại tiếp tục là chuyển hóa glucogen trở thành gluco đấy để cung cấp, thì đây nó là cái vòng, một vòng tròn khép kín. Cái quá trình này mà bị bất thường thì nó sinh ra tiểu đường ở cái chỗ một là tuyến tụy không được tiết insulin, hoặc là tiết insulin nhưng không đưa được qua màng tế bào. Trong quá trình này thì nó gọi là trường hợp là kháng insulin, thì có rất nhiều nguyên nhân. Đây là cái hình ảnh rất là sinh động rằng là insulin là cái chìa khóa để mở cửa màng tế bào,
để đưa đường vào trong tế bào để cung cấp năng lượng. Cái hình ảnh rất là ấn tượng đúng không ạ? Đây, một cái tác giả khác thì ta cũng dùng cái hình ảnh như này. Đây là tế bào là nơi cung cấp đốt cháy glucose để cung cấp năng lượng cho chúng ta hoạt động. Và cái insulin chính là cái chìa khóa để mở cửa cái gọi là cái receptor của cái insulin ấy, là nó tác động vào đây thì nó sẽ làm cho cái kênh vận chuyển đường vào trong tế bào nó mở ra. Tức là nó bằng cái ái lực khi tác dụng của insulin thì cái này nó cánh cửa này sẽ mở và đường sẽ được vào. Nhìn vào cái hình ảnh này chúng ta thấy ngay hai cái nguyên nhân. Một, nếu như không có insulin thì cửa luôn luôn đóng, cũng như là chúng ta đi làm về mà bị rơi mất chìa khóa thì không vào nhà được. Đó. Thứ hai nữa là khi có insulin đó tác động vào đây nhiều thì nó cái màng tế bào này này nó sinh ra một cái gọi là kháng insulin. Tức là mình cứ một cái cánh cửa mà mình cứ chọc cái insulin quá nhiều, tăng tiết quá nhiều, nó làm cho cái ổ khóa này nó bị nó trơ đi, nó không tra được chìa vào thì cũng không mở được cửa. Thì cái nguyên nhân này thì cũng sẽ được trình bày ở sau. Chính vì vậy bác sĩ Bảo mới dùng cái từ là đái đường từ gốc. Cái nguyên ủy của nó, cái gốc của nó là cái insulin và cái màng tế bào này là rất quan trọng. Và mình hiểu cái điều nào để có thể là tư vấn cho bệnh nhân ở cái nguyên nhân là tại sao lại như vậy. Đây cũng là một cái mô hình mà người ta mô tả lại là cái hình ảnh của insulin, tại sao insulin nó lại liên quan đến glucose là như vậy. Đây là một cái màng tế bào. Đó, insulin khi mà tác động vào cái receptor, tức là cái điểm tiếp nhận insulin, thì nó sẽ có một cái ái lực nhất định để nó hút, nó tách cái cửa, cánh cửa của cái kênh glucose này để nó đưa vào trong đó. Từ đó thì sẽ một là vào trong tế bào, thì một là dự trữ dưới dạng năng dạng dự trữ glucose, hai là để cung cấp. Và chu trình Krebs chúng ta hiểu rằng trong cái quá trình chuyển hóa chu trình Krebs thì nó mới cung cấp được năng lượng và từ đó mới có thể tổng hợp lên được các cái thành phần khác như là protein hoặc là chất béo. Thì cái mô hình này như chúng ta nhìn thấy đấy, thì là sau khi mà vào chu trình Krebs đó, thì ở cái khâu mà sản phẩm cuối cùng của cái chuyển hóa glucose thì là cái phản ứng trung gian là pyruvate. Quá trình mà vận động cơ, những cái người mà mình tiếp xúc với những người mà lao động với cường độ cao, những vận động viên khi mà không đủ oxy cung cấp thì nó sẽ chuyển sang đường của chúng ta sẽ chuyển sang cái dạng axit lactic. Lượng axit này quá cao thì gây ra thì co cơ, gây chuột rút. Đó là mình giải thích tại sao những vận động viên thỉnh thoảng bị chuột rút là như vậy. Trường hợp mà đủ oxy thì nó sẽ chuyển vào chu trình Krebs đấy, để sinh năng lượng, tức là cái mẫu acetin coenzyme này, cái sản phẩm cuối cùng nó để từ đó thì để vào cái chu trình Krebs. Thì từ đây chúng ta có thể là tổng hợp năng lượng để cung cấp cho mọi hoạt động của chúng ta. Ở cái khâu trung gian này thì là glucose 6 phốt phát nó gắn phốt phát và chuyển thành cái dạng là ribo, tức là cái đường 5 carbon, tức là nó khử mất carbon đi thì tạo thành đường 5 carbon. Mình nói đây là các dược sĩ nhé, thì để hiểu lại, nhắc lại thôi, thì các bạn đã trong lớp rồi. Thế còn lại các đối tượng khác có gì thì đặt câu hỏi sau. Nhưng mà trường hợp này nó mình hiểu là từ gốc để tại sao mà nó liên quan đến cái trong đái đường thì có các cái triệu chứng gây sút cân thì nó ở cái khâu này. Tức là gì? Nó tiêu hao được cái cơ bắp để cung cấp năng lượng thay vì cái đường không có. Đây, thì cái bước này là cái bước tổng hợp nucleosid xanh te này là tổng hợp acid amin để tổng hợp lên protein để xây dựng cái khối cơ. Thế mà nếu như thiếu đường thì tự nhiên là cũng thiếu. Mà trong cái trường hợp mà đường mà chúng ta mà không vào được tế bào đốt cháy thì ngược lại là các cái khối cơ nó sẽ tiêu. Đấy, nó tiêu đi để nó cung cấp ngược lại cái con đường này để chuyển vào trở thành acetin để vào vòng Krebs để cung cấp năng lượng. Đó là lý do mình hiểu sâu về cái quá trình chuyển hóa của cơ thể.